Royal e. Enfield Super E650-2023 chính thức chỉnh làng, thêm nhiều lựa chọn dành cho người yêu xe cruiser. Tham gia triển lãm ICMA năm nay, thương hiệu Royal e. Enfield đã chính thức vén màn mẫu mô tô phân khối lớn hoàn toàn mới mang tên Super E650. Trái tim của Royal e. Enfield Super Mitty E650-2023 vẫn là khối động cơ xi lanh đôi song song, dung tích 648cc quen thuộc. Đây cũng là động cơ hiện đang được dùng cho những mẫu xe Roy e Enfin khác như Continental 650 và In 650. Roy e Enfin Super Meteor 652 2023. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 47 mã lực tại tua máy 7.250 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 52 Nm tại tua máy 5.650 vòng trên phút. Trái ngược với động cơ, bộ khung của mẫu mô tô này là hoàn toàn mới, phát triển cùng với Harris Performance. Bộ khung này được khẳng định là có trọng tâm thấp, mang đến sự ổn định và cảm giác yên tâm cho người điều khiển. Theo hãng Royal Enfield, bộ khung này được thiết kế để chạy đường dài. Bên ngoài, Supermitty E650 có thiết kế khá đặc trưng của thương hiệu Royal Enfield. Tất nhiên, mẫu mô tô này vẫn có những chi tiết hoàn toàn mới, như phục hành trình ngực USD 43mm phía trước với hành trình 120mm và hệ thống đèn LED từ trước ra sau. Đây là mẫu xe Royal Enfield được trang bị hệ thống đèn như thế này. Trong khi đó, đằng sau xe là giảm sóc đôi với hành trình 101 mm. Các mẫu mô tô đời mới của Royal e. Enfield hiện đều được trang bị hệ thống định vị chip navigation. Royal e. Enfield Super Meteor 2023 cũng không phải là ngoại lệ. Ngoài ra, hãng Royal e. Enfield còn chú ý đến những chi tiết nhỏ trên xe như khu vực nút bấm bằng nhôm đúc trên tay lái. Tiếp đến là bộ vành có đường kính 19 in phía trước và 16 in đằng sau, đi với lốp không xăm kít. Hệ thống phanh của Royal Enfield Super Meteor 652 2023 bao gồm đĩa phanh đơn 320mm trên bánh trước và 300mm trên bánh sau. Trong khi đó, yên chỉ cao 740mm, phù hợp với mẫu xe cruiser như Royal Enfield Super Meteor 652 2023. Trọng lượng của xe đạt mức 241kg. Khi mua mẫu mô tô này, khách hàng có thể chọn hai phiên bản là tiêu chuẩn và tourer. Thêm vào đó hai gói phụ kiện chính hãng mang tên Solo Tourer Zen New In Motorcycle Accessories và Grand Tourer. Gói phụ kiện Solo Tourer Zen New In Motorcycle Accessories bao gồm gương chiếu hậu nằm ở cuối tay lái, bàn đặt chân cao cấp hơn, đèn báo dễ dạng LED và vành khác biệt. Xe lắp gói Solo Tourer Zen New In Motorcycle Accessories có thể sơn màu đen Aster Black, xanh dương Aster Blue, xanh lá Aster Green xám Interstellar Grey và xanh lá Interstellar Green. Trong khi đó, gói Grand Tour bao gồm yên đôi, kính chắn gió cao, tay dắt, túi đựng đồ và đèn báo dễ LED. Royal Enfield Super 650 2023 lắp gói Grand Tour có thể sơn màu đỏ Celeste Red hoặc xanh dương Celeste Blue. Hiện giá xe Royal Enfield Super 650 2023 vẫn chưa được công bố. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.